Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với Chuyện trong ngày. Thưa quý vị, theo số liệu cập nhật từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến 14 giờ ngày hôm nay 16 tháng 9 đã có gần 282.000 ha lúa hoa màu, cây ăn quả thiệt hại sau trận càn quét của cơn bão số 3 và mưa lũ 2 tuần qua. Bên cạnh đó, những thiệt hại về nuôi trồng, chăn nuôi cũng đang tăng lên. Hiện các vùng nông nghiệp đã khẩn trương khôi phục sản xuất sau mưa bão, nhưng vẫn còn không ít những khó khăn. Một số cây giống ít ỏi còn sót lại tại sân kho của Hợp tác xã Đồng Cao. Anh Đua cho biết, ngay khi nghe thông tin về cơn bão số 3, Hợp tác xã đã chủ động thu hoạch sớm diện tích rau trồng ngoài bãi, kịp thời cung ứng khoảng 10 tấn rau ra thị trường. Tuy nhiên không ngờ nước lũ dâng quá nhanh, cuốn trôi tất cả. Thực ra là chúng tôi cũng do cái ảnh hưởng các thủy điện xả lũ nên cộng hưởng với các cái diện tích mà mưa rộng khắp miền Bắc. Chính vì vậy là chúng tôi khẳng định là bị mất trắng, chắc chắn là bị mất trắng. Thì chính vì vậy là chúng tôi tuyên truyền người dân, thôi chúng ta sẽ dừng lại các cái ruộng bỏ không, không cho xuống giống nữa. Và những diện tích nào còn là chúng ta cố gắng mà thu gom được các ruộng nào thì chúng ta thu. Mấy ngày nay, tranh thủ thời tiết tạnh giáo, nước trên cánh đồng rút bớt, các hộ nông dân xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam huy động các thành viên trong gia đình xuống đồng khẩn trương thu hoạch lúa mùa. Với diện tích lúa còn xanh, bà con nơi đây tiến hành buộc dựng nhằm giảm thiệt hại đến năng suất. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, toàn tỉnh Hà Nam có khoảng 10.800 ha lúa mùa bị đổ. Nước nó đến cổ bông rồi, thì bây giờ phải gật chạy mà có được có vài chục cân lúa, thuê máy phụt mới lại công nên là nổ hết. Buộc phải gạt lo, cho nên lúa xấu lắm, không, nó chỉ đạt 30%, chỉ 3 đến 40 cân xào là cổ. Đi dọc tuyến biển từ thành phố Cẩm Phả ra huyện Vân Đồn, đã không còn thấy những bãi phao nổi thẳng tắp của ngư dân nuôi hàu. Thay vào đó là những người dân tranh thủ đi câu cá, xong bị bão cuốn ra khỏi lồng bè, hay đi cắt phao, buộc lại các bè cá còn sót lại sau bão. Cái cơn bão nó to quá, 12 là mình cũng biết là nó to, nhưng mà buộc cả dây lên núi để rằng đóng cọc thả leo chắc chắn lắm rồi, nhưng mà bão đến thì không lường trước được, nó lại to như thế. Nó đi, nó trôi hết, không còn cái gì cả. Không phải một mình nhà mình mà nó cả khu vực bến này, chứ không phải là mỗi cá nhân nhà mình. Hiện anh Vinh cùng nhiều ngư dân đang phải thuê lao động cắt bỏ các dây hàu, thu gom lại các phao nhựa để tới đây ổn định sẽ tái sản xuất. Tìm mọi cách để mong gỡ gạc phần nào là những việc mà những ngư dân tại Quảng Ninh đang gắng gượng để hồi phục. Bây giờ chỉ đúng bây giờ mà dây nguyện vọng của bà con cũng chỉ muốn là sao mà khi cái tiền vay là nhà nước có chính sách hỗ trợ cho ngư dân giãn nợ hoặc cái nào để cho bà con có thể có cái nguồn lực để tái đầu tư mà trả nợ cho ngân hàng. Chứ còn nếu mà như này thì cũng không có cái cách nào. Bây giờ chị bảo bây giờ với ngân hàng bây giờ mình không trả được thì thành nợ xấu, không vay được. Ngân hàng người ta cũng mắng muốn cái cơ chế đấy, người ta cũng không thể giải ngân được. Đối với thiệt hại của dân thì 99% là nhân dân bị các cái thiệt tài sản là bị thiệt hại hết. Đặc biệt là các cái hộ nuôi cá, nuôi hầu, cố gắng thì các hộ để còn giữ lại để làm cái nơi có thể là để sau này sử dụng lại thôi, chứ còn không được đảm bảo cho về sau. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đến ngày 12 tháng 9, địa phương này có hơn 2.600 cơ sở nuôi trồng bị thiệt hại. Mặc dù chưa có con số cụ thể, song theo ghi nhận, mỗi nhà ít cũng mất vài trăm triệu, nhà nhiều thiệt hại cả trăm tỷ. Hiện tại các vùng nông nghiệp bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 đang tự lực để khắc phục hậu quả, nỗ lực để làm lại. Tuy nhiên, để thực sự vực dậy ngành nông nghiệp, các chính sách cần sớm được hiện thực hóa để người dân có thêm động lực vượt qua khó khăn, bắt tay làm lại từ đầu. Cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây ra những thiệt hại lớn về người và tài sản cho nhiều tỉnh thành phía Bắc. Để khẩn trương khắc phục hậu quả, các địa phương đã huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh, khôi phục lại giao thông, điện, viễn thông. Tại Hà Nội, việc khôi phục hoạt động kinh doanh tại các chợ truyền thống bị ngập lụt, hư hỏng cũng đang được quan tâm nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm, rau xanh cho người dân. Bà Nga kinh doanh ở chợ này được hơn chục năm. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên bà thấy nước ngập vào đến đầu gối. Tôi thì buôn bán ở đây cũng chục năm rồi. Đấy,
Thế thì nước lần này là lần đầu tiên thì là các bà con tiểu thương ở đây ấy, thì cũng có sự ngỡ ngàng. Mọi người cũng bảo nhau là nước đến đâu thì ta lại quét đi đến đấy và tập kết những cái rác thải ấy thì luôn ở đúng cái điểm mà tập kết thu rác. Thế cho nên là chợ là không có rác bẩn, mới cả không có những cái gì mà cảm thấy là sợ ô nhiễm môi trường. Lần đầu tiên nước vào đến đây là bọn anh cũng bỡ ngỡ hoảng. Sợ mà là cũng thu dọn hành lý cho nó, hàng hóa cho nó cao lên, nhưng mà may sao là nước đến đấy thôi, nó không lên nữa thì nó rút, thì dân tình là cũng đỡ hoang mang hơn đấy. Và trong cái quá trình tạm thời 2 ngày nước lên nên là bị mất điện. Mất điện thì cũng có một số hàng hóa của dân tình là bị hỏng, mà là dân tình là cũng bị hao hụt kinh tế, mất một ít. Lượng nước ngập vừa rồi ảnh hưởng trực tiếp tới 100 hộ dân tại đây. Công việc dọn dẹp sau bão cũng được ban quản lý và các tiểu thương tại chợ khẩn trương tiến hành để họ ổn định quay lại bán hàng. Tất cả là trực 24/24, trong đó khi nước lên ở tại cái vị trí mà chúng ta đang đứng đây ấy, thì nước có lên đến 30 phân. Thì chúng tôi đã cùng các anh em lực lượng trật tự bảo vệ là hỗ trợ bà con di rời hàng hóa ra khỏi chợ, những cái mà di chuyển được, còn những cái mà không di chuyển được thì sẽ kê cao lên, làm đảm bảo là không bị thiệt hại cho đến cái tài sản của bà con. Còn trong quá trình nước lên ấy, thì cũng được sự thông báo của công ty điện lực Hòa Bình là tạm dừng ngắt cung cấp điện để đảm bảo an toàn. Theo thống kê, tại khu vực phía Bắc có tới 29.000 hecta hoa màu và cây ăn quả chịu ảnh hưởng của bão số 3. Nhiều địa phương mưa lớn và ngập sâu, nhiều vườn rau hư hỏng nặng và không thể thu hoạch, khiến cho nguồn cung mặt hàng này khan hiếm tại các chợ truyền thống. Bàn ghế chợ chiếc các thứ đổ, chúng tôi cũng phải dọn dẹp rất là nhiều cho sạch sẽ, bảo đảm để cho bà con đến chợ là sạch sẽ là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì nguồn hàng nó cũng gặp một chút khó khăn. Chẳng hạn như là rau cỏ ấy, thì thứ nhất là như rau ăn lá ấy, thì mưa nó lát gần như là hết sạch, nên là rau muống thì ngập lụt, không thể nào mà hái được, nó cũng chết hết. Hầu như là cái đường để trở về gặp rất nhiều khó khăn, và rau về đến nơi cũng gần như là hỏng hết, nên là nguồn hàng rất là khó. Chúng tôi đã cho cắt cây cối giải tỏa, giải phóng đường, cũng như là khắc phục tất cả các số tôn bay trong mái chợ ngay trong đêm. Và đến sáng hôm sau chợ hoạt động bình thường, vì cái mặt hàng mà chúng tôi buôn bán phục vụ bà con, các hộ tiểu thương phục vụ bà con trong khu vực, ở trong khu vực chúng tôi là một khu dân cư đông, nên các mặt hàng thiết yếu là chúng tôi cảm thấy rất là cần thiết để đáp ứng kịp thời phục vụ bà con cho đầy đủ. Ghi nhận cho thấy bão số 3 gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp và đứt gãy giao thông vận chuyển hàng hóa ở nhiều địa phương miền Bắc. Vì vậy, các biện pháp khắc phục đang được triển khai để đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân, trong đó có việc khai thác thêm nguồn hàng rau củ quả từ Đà Lạt, các tỉnh phía Nam cung ứng cho Hà Nội và các tỉnh lân cận. Theo báo cáo của các địa phương, đến nay có 52 học sinh, trẻ em bị tử vong, 3 học sinh bị mất tích, 8 học sinh bị thương, 3 giáo viên tử vong và 1 giáo viên mất tích. Nhiều công trình trường học bị sập, đổ, tốc mái, thiết bị dạy học, bàn ghế, sách vở bị nước cuốn trôi, hư hỏng nặng. Tính đến ngày hôm nay, 16 tháng 9, cả nước còn 99 trường, điểm trường ở 6 tỉnh vẫn chưa thể dạy học do nước chưa rút hết, bao gồm Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Giang. Yên Bái, địa phương chịu thiệt hại nặng nề của bão số 3 những ngày này, đang chạy đua với thời gian để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm đưa các em học sinh trở lại trường học. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, bị ngập trong mưa lũ, hàng nghìn mét khối bùn đất vùi lấp sân trường và các phòng học. Nhiều bộ bàn ghế trong các lớp học đã bị nước lũ cuốn trôi. Để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, trong những ngày này, hàng trăm người dân trong xã cùng lực lượng cán bộ, giáo viên trong huyện Lục Yên, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 168 quân khu 2 đã có mặt tại trường tiến hành dọn dẹp bùn đất với quyết tâm khắc phục nhanh nhất để học sinh của xã Minh Chuẩn tiếp tục năm học mới trong điều kiện an toàn. Được cái đồng tình của bà con nhân dân và đặc biệt là sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, các đoàn thể cùng nhau đồng lòng để cố gắng phấn đấu khắc phục cái hậu quả lũ lụt gây ra để cho các cháu tiếp tục để vào năm học mới. Trực tiếp ở địa điểm này chúng tôi đang thực hiện giúp cho
trường tiểu học xã Minh Chuẩn cùng với bà con nhân dân và các lực lượng khác để tham gia trợ giúp với cái lực lượng và tinh thần là hết mình vì nhân dân, hết mình vì học sinh. Đến ngày hôm nay là ngày thứ ba dọn dẹp thì cũng đã nhìn tương đối hơn. Nhưng mà để phấn đấu để cho sang tuần sau thì học sinh có vào học được thì cũng có nhiều cái cần phải khắc phục. Sau bão số 3, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng và thiệt hại nhiều về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Đã có 4 trường bị ngập, 1 trường bị ngập hoàn toàn, 10 trường bị sạt lở, 4 trường bị thấm dột, có 2 học sinh bị tử vong. Về phía ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường tổng hợp, thống kê, rà soát toàn bộ lại những thiệt hại về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, thiết bị để tổng hợp báo cáo với lại Sở Giáo dục Đào tạo. Trong nỗ lực khắc phục hậu quả sau cơn bão, tại Yên Bái ngày hôm nay, 16 tháng 9, toàn bộ học sinh đã trở lại trường. Có 28 cơ sở giáo dục bị ngập lụt. Đến thời điểm này, các trường đã dọn dẹp, khắc phục xong. 37 cơ sở giáo dục bị sạt lở. Bên cạnh đó còn một số trường, điểm trường bị sạt lở đất với khối lượng ít. Các trường đã chủ động huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để khắc phục. Thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách vở, ước tính tại tỉnh Yên Bái ban đầu khoảng 45 tỷ đồng. Tại tỉnh Bắc Giang, còn 8 trường chưa thể dạy học vì nước chưa rút hết. Do nằm trong vùng mưa lũ nên trường tiểu học Mai Đình số 1 huyện Hiệp Hòa đã phải cho học sinh nghỉ học một tuần nay để đảm bảo an toàn. Cơn bão số 3 đã làm tốc 2 mái tôn khu phòng lớp học, đổ nhiều cây xanh. Nhà trường đã huy động giáo viên, phụ huynh khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để đón học sinh trở lại trường. Tuy nhiên thời điểm này, nhà trường vẫn còn một điểm trường tại thôn Mai Thượng, nước vẫn ngập sâu. Cái điểm trường ở trung tâm thì chúng tôi đã huy động cán bộ giáo viên, học sinh đến trường để tổng vệ sinh, dọn dẹp, kiểm tra điện, đường lưới điện, mạng, đảm bảo các điều kiện an toàn nhất cho học sinh ngày 16 quay lại trường. Đến giờ phút này là cơ bản chúng tôi đã đảm bảo hoàn thành. Thế còn riêng điểm trường Mai Thượng chúng tôi vẫn cho nghỉ học theo chỉ đạo cấp trên. Nhiều trường học trên địa bàn huyện được trưng dụng làm nơi tạm trú cho người dân ở các thôn bị cô lập do mưa lũ hay bị ngập sâu, hiện cũng đang khẩn trương dọn dẹp, phối hợp với cơ quan y tế khử trùng, bảo đảm các điều kiện an toàn trường học đón học sinh trở lại trường. Đối với những em học sinh mà ở vùng ngập sâu thứ hai tới đây mà không đi học được thì nhà trường có dự kiến là sẽ một nếu có thể thì dạy trực tuyến, còn nếu không thì sẽ chuyển các em học sinh học đến tại một số nhà bạn bè để tập trung ở đó và các em đi học cùng với các bạn cho nó đồng bộ, cho nó đủ. Trong ngày thứ bảy, nhà trường đã cho giáo viên chủ nhiệm đến và bộ phận hành chính đến kiểm kê tất cả các lớp học và dọn dẹp lại, kê bàn lại, lau chùi tất cả mọi thứ và kiểm tra đặc biệt là vấn đề an toàn để sẵn sàng đón các con trở lại trường. Cùng với Yên Bái, Bắc Giang, cả nước còn 99 trường, điểm trường ở 6 tỉnh vẫn chưa thể dạy học do nước chưa rút hết, gồm có Lào Cai 83 trường, điểm trường, Cao Bằng 1 trường, Bắc Cạn 3 trường, Tuyên Quang 1 trường, Yên Bái 3 trường, Bắc Giang 8 trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Chính phủ dùng ngân sách trung ương hỗ trợ để dựng trường tạm đối với 17 trường không thể khắc phục và sau đó có nguồn kinh phí xây dựng lại trường. Trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà xuất bản sẵn sàng nguồn cung ứng sách giáo khoa từ các địa phương bị ảnh hưởng do bão, đảm bảo việc học tập không bị gián đoạn, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà xuất bản, tổ chức và cá nhân để tài trợ sách giáo khoa cho học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi phân bổ quyên góp ủng hộ, ưu tiên kinh phí cho ngành giáo dục để kịp thời sửa chữa, khắc phục các công trình bị hư hại, mua sắm thiết bị đồ dùng cho học sinh, sinh viên, góp phần đảm bảo các điều kiện học tập để các em trở lại trường học, đồng thời tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục ở các địa phương bị thiệt hại do bão gây ra. Nông nghiệp, du lịch được xem là hai lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ cơn bão số 3. Hiện việc tái thiết đang được chính phủ, các bộ ngành triển khai nhằm mục đích ổn định tình hình, khôi phục sản xuất kinh doanh. Hơn lúc nào hết, công tác hỗ trợ cần được triển khai với mục tiêu sớm đi vào thực tế để mục tiêu tăng trưởng của năm nay không bị ảnh hưởng. Theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
bão Yagi đã làm 257.000 căn nhà, 1.300 trường học và nhiều công trình hạ tầng bị sập đổ hư hại, 262.000 hecta lúa hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, 2.250 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng cuốn trôi, 2,3 triệu gia súc gia cầm bị chết, 310.000 cây xanh đô thị bị gãy đổ, thiệt hại ước tính 40.000 tỷ đồng. Điều này sẽ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và xa hơn là tăng trưởng GDP của năm nay. Quý 4 thì giảm 0,22% so với kịch bản không có bão. Và ước cả năm 2000 GDP thì có thể trong 2024 có thể giảm đi khoảng 0,15%. Nó cũng có tác động nhưng cũng không phải là quá lớn. So với kịch bản trước ước cái tăng trưởng mà có thể đạt là 6,8-7% thì nó ảnh hưởng khoảng 0,15%. Trong đó thì khu vực nông lâm thủy sản thì giảm khoảng 0,33%, công nghiệp xây dựng thì giảm 0,05% và dịch vụ thì giảm 0,22%, thì chủ yếu là khu vực nông lâm nghiệp và dịch vụ. Tại hội nghị về khẩn trương khắc phục hậu quả bão Yagi, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, khắc phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng diễn ra ngày 15 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ nghị quyết về khắc phục hậu quả bão số 3 trong ngày hôm nay 16 tháng 9. Khẩn trương khắc phục cái hậu quả của cơn bão Yagi, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Như vậy là cái bốn cái nội hàm rất là quan trọng. Các chuyên gia cũng cho rằng để phục hồi sản xuất, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp cần đầu tiên là vốn để xây dựng lại nhà xưởng, mua lại máy móc, thiết bị đã bị hỏng. Nhưng sau bão, chất lượng, tài sản và khả năng đảm bảo vay bị giảm nên tiếp cận được nguồn vốn phù hợp lại càng khó khăn. Rõ ràng chúng ta phải rút ra một số những cái bài học kinh nghiệm để chúng ta giảm thiểu cái rủi ro, cái tác động trong tương lai. Ví dụ cái cơ chế về tài chính, hỗ trợ tài chính như thế nào cho nó nhanh hơn và hiệu quả hơn nữa. Đặc biệt các quỹ, các nước thông thường có một cái quỹ gọi là quỹ ứng phó thiên tai hay là quỹ khẩn cấp, thì Việt Nam chúng ta cũng có lẽ là nên xem xét cái hướng này trong thời gian tới. Ngày 9 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng xem xét miễn giảm lãi vay, cơ cấu nợ, hỗ trợ khách hàng vay mới bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Sau chỉ đạo này, nhiều ngân hàng đã giảm từ 0,5-2% lãi suất cho cá nhân và hộ kinh doanh vay vốn chịu thiệt hại vì bão, đặc biệt là 11.700 khách hàng tại hai địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất vì bão gồm Quảng Ninh, Hải Phòng với tổng dư nợ 23.100 tỷ đồng. Đến đây, chuyện trong ngày của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.